Theo kịch bản của nước chủ nhà ADEX 18, Indonesia, thảm họa tự nhiên khiến các công trình cao tầng trong đô thị bị đổ sập. Nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong. Phân đội công binh của Việt Nam được cử sang trợ giúp nước bạn đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Trong tình huống này, việc tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân trên tầng cao được xem là khâu phức tạp nhất. Đây cũng là nội dung được phân đội công binh của Việt Nam thường xuyên thực luyện. Chúng tôi đã phải trải qua một quá trình huấn luyện và luyện tập dài ngày. Trong các cái lần huấn luyện cũng như luyện tập là chúng tôi cũng có sự bàn bạc, trao đổi và rút kinh nghiệm sau mỗi lần luyện tập, làm sao cho cái công tác an toàn cho nhân viên cứu hộ và đối với các cái nạn nhân được cứu là phải đặt lên hàng đầu. Thảm họa tự nhiên cũng khiến một nhà máy hóa chất bị hư hỏng nặng, phát tán chất độc ra môi trường. Phân đội hóa học của Việt Nam có nhiệm vụ trinh sát, đánh giá mức độ ô nhiễm để có biện pháp sơ tán người dân. Với đặc thù làm nhiệm vụ trên nước bạn, không thể mang theo nhiều trang thiết bị, phân đội hóa học của Việt Nam tăng cường luyện tập các tình huống ADEX 18 với các khí tài trinh sát tiên tiến nhất sẽ đưa sang Indonesia. Hoàn toàn là trinh sát và xác định tự động phát hiện được các cái loại hóa chất độc công nghiệp, kể cả hóa chất độc quân sự. Qua thiết bị đó sẽ tiến hành là xác định được cái khu vực nó xảy ra các cái sự cố hóa chất, xác định được cái loại chất độc gì, nồng độ bao nhiêu và cái khả năng phạm vi gây nhiễm độc ra địa hình, các khu vực không khí. Thực binh ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo ADEX là diễn tập lớn của các nước ASEAN nhằm thực hành và đánh giá quy trình vận hành trong việc điều phối giữa Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa với các quốc gia xảy ra thảm họa. Đây cũng là dịp để các nước chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng phó các thảm họa vượt quá khả năng kiểm soát, cần sự trợ giúp của quốc tế. Đã làm tốt công tác quán triệt và nắm chắc các quy định trong cái tham gia cái diễn tập quốc tế. Thứ hai là nắm chắc cái kịch bản của cái cuộc diễn tập mà nước chủ nhà đưa ra. Và cái thứ ba đó là hợp luyện huấn luyện giữa chỉ huy, điều hành hiện trường và các bộ phận để tham gia các cái nội dung tình huống. Từ ngày 4 đến 10 tháng 11 năm 2018, phân đội công binh hóa học của Việt Nam sẽ tham gia diễn tập ADEX 18 tổ chức tại Indonesia. Sự tham gia của Việt Nam thể hiện cam kết sẵn sàng hợp tác để giải quyết các thách thức chung của khu vực.